Wow, các bạn ơi, bạn Hiếu với bạn Kiệt làm xong rồi. Wow, xong ba con heo rồi hả? Rồi, xong rồi. Rồi bạn Kiệt ơi, vô lấy siro đi bạn Kiệt ơi. Rồi lấy siro ra nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị đập heo nha. Mình đem mấy heo ra chỗ sạch sạch nè. Đó, mình đập heo chỗ kia nước không à. Rồi bây giờ đập đi. Chưa, từ từ các bạn. Wow, rồi để xếp heo lên đi rồi, giờ chuẩn bị đập nha. Rồi, siro chuẩn bị sẵn nha. Rồi, đập đi. Xin chào các bạn. Hết hồ mà, xin chào các bạn. Quá, anh này bạn Hiếu với bạn Kiệt làm gì vậy? Bữa nay mình làm gì? Con heo đông đá luôn. Heo đông đá hả? Quá, các bạn ơi, nay bạn Hiếu với bạn Kiệt sẽ làm con heo đông đá nha. Dạ. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mổ con heo này ra nha, À, mổ heo ra hả? Mổ heo ra, bỏ đá vô hả? Mình làm thành con heo đá luôn á. Wow, các bạn ơi, nghe hấp dẫn quá. Không biết thành công không nữa các bạn, còn tiên luôn, cái này luôn. Vậy là thôi có heo, nguyên con heo mà hình cục đá hả? Trời ơi, si gô luôn trả. Trời ơi, si gô trả rồi. Rồi, rồi xong chưa? À, rồi vậy là đá đâu bạn Kiệt? Vô, quất. Wow, nè các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ bỏ đá vô cái máy xay nha. Mình bắt đầu xay đá nha. Rồi, bỏ đá vô cái máy xay, xoay. Nữa, vô. Rồi, xay thôi. Wow, đá ra chưa? Wow, đẹp quá kìa. Wow, đá rồi bác. Rồi bỏ vô thôi các bạn ơi. Quá wow, ép nó xuống nghe chứ để hồi nó không có cứng được á. À mình lấy cái cây mình tọt vô đi. Kiếm cái cây tọt đi. Không phải. Anh quá các bạn ơi. Đây mình đóng vô đây nè, đúng rồi, lấy cái chài đóng vô đây xuống nè. Đấy, nguyên một cục phát luôn. Ừ, cái này một thao, hai thao được mới được một con heo á. Hai thao luôn hả? Ừ. Trời ơi. Con heo này bự quá nè. Ơ vậy xay đi bạn Kiệt ơi, chứ để hồi nó tan ra đó. Kiệt, xay đi Kiệt. Xay nhanh nha. Xay nhanh chứ để nó tan đó. Thiếu đá luôn rồi. Chạy đi, đá còn mình còn nhiều mà. Con heo ăn quá trời luôn các bạn ơi. Quá các bạn ơi, bây giờ A Hiếu với bạn Kiệt sẽ đập nghe. Rồi đập đi. Rồi đập thôi, đập nhẹ nhẹ nghe chứ để nó tan cục đá ra luôn á. Ê các bạn ơi. Quá con heo đông đá được rồi nè. Ui. Quá. Đập con Kiệt đi. Rồi, Kiệt đập đi Kiệt ơi. Kiệt đập con màu xanh nha. Wow. Đẹp quá. Rồi, có Kiệt đập được chưa? Rồi chừng bể nha, nhẹ nhẹ thôi. Đập bên hông á. Đúng rồi, đập một cái thì mình khư ra. Đúng rồi, khư ra từ từ đi. Wow, của bằng Kiệt đông đá luôn rồi các bạn ơi. Rồi, nữa đi, con của bằng Kiệt cứng lắm. Thêm đi. Đập thêm đi bằng Kiệt ơi. Wow, nguyên con heo đông đá rồi các bạn ơi. Wow, đâu, con heo có phải Hiếu đâu. Đây trời ơi, nguyên con heo đông đá nè. Rồi sơn màu lên đi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu con heo của bạn Hiếu nha. Rồi heo của bạn Kiệt. Rồi heo con Kiệt bự quá. Ơi từ từ nghe chừng nó bể. Chọn heo của bạn Kiệt là bự hơn con heo. Trời, bạn Hiếu đang tô con heo màu đỏ nha. Rồi Kiệt xong chưa, heo ra được chưa? Chưa hả? Rồi đập thêm miếng nữa đi. Đập thêm miếng nữa. Rồi còn cái đầu nữa kìa, gỡ cái đầu nó ra luôn. Rồi đó, quá các bạn ơi, con heo có một Kiệt xong rồi nè. Trời ơi, bạn Hiếu ơi, tô con heo xấu quá. Tô bông lên, người ta tô bông hoa đều lên chứ. Trời ơi. Hiếu ơi, mình nghe Hiếu ơi.
Rồi anh Hiếu lấy giùm bạn Kiệt đi bạn Hiếu ơi. Rồi quý bà con heo khổng lồ ra rồi. Rồi cho bạn Kiệt tô màu đi. Rồi còn con này nữa nè, đập ra luôn đi. Đây các bạn ơi, cho bạn Kiệt tô màu nha. Trời ơi. Wow. Đây một con heo mỗi đông đá. Đây, wow. Đây con heo của mình. Trời ơi heo của bạn Kiệt kỳ ăn heo đó sao mà đá cục bự dữ vậy? Heo của Kiệt giống như heo ấy heo cầu dầu á. Gì mà tùm lum màu vậy? Thì heo vậy mới đẹp chứ. Trời ơi chấm con mắt lên đi, heo không có mắt kìa. Ok. Rồi xong rồi, thêm một con đông đá nữa các bạn ơi. Wow. Đây các bạn ơi đẹp quá. Đây hôm nay chơi trò chơi siêu lầy lội. Làm con heo đông đá nha. Ok sao mình chơi con heo này luôn. Đập con heo ra. Không, mình bào đá xong bỏ vô con heo xong rồi đập ra các bạn ơi. Rồi bây giờ bắt đầu bỏ siro lên nha cho nó có màu cho nó đẹp. Wow. Không chưa đẹp rồi nè. Đẹp chưa? Đâu? Thấy heo ai hiểu chưa? Trời ơi, heo to lớn như vậy chứ trời ơi. Heo mọi đủ màu luôn các bạn ơi, heo này bằng đá nha. Heo cũng đủ màu à. Lạnh lắm các bạn, ôi nó cứng ngắc luôn nè. Quá wow, nó cứng ngắc luôn á. Đây heo của bạn Kiệt. Tìm con heo con nữa nè. Heo kìa giống sida quá luôn luôn màu. Rồi cho thêm màu vô nữa. Rồi đến lên coi thử đi. Wow. Lạnh quá hả? Đấy các bạn ơi, bạn Hiếu với bạn Kiệt đã tô màu xong ba con heo rồi nha. Wow đẹp quá. Ê các bạn ơi, bây giờ bạn Hiếu với bạn Kiệt sẽ sắt con heo ra thử nha, có sắt được không? Đây mình sẽ sắt nguyên con heo ra nha. Quá được không? Trời ơi. Đây các bạn ơi, bên trong của con heo của bạn Hiếu nè. Heo của bạn Kiệt đâu? Bạn nước đá này đã sai rồi. Sai rồi hả? Để cho bạn Hiếu cắt đi bạn Kiệt ơi. Rồi kìa. Wow. Quá wow, có Kiệt đủ màu luôn. Có màu vậy? Wow. Có. Wow, con có bằng Kiệt đẹp quá các bạn ơi, đủ màu luôn nha. Sao con có Kiệt có màu vậy ta? Rồi. Đây. Bạn ơi Hiếu tô màu ít quá mà. Con này có nè. Wow, cái này cũng ít màu luôn. Trời con có Kiệt đẹp quá. Con quá trời màu luôn nè. Đây các bạn ơi, siro với đá bào này mình có thể ăn được nhưng mà hôm nay mình làm nó dơ quá nên không ăn được nha. Như vậy là clip làm con heo đông đá đến đây là hết nha. Hẹn các bạn clip lần sau nha. Bye bye.